Thưa quý vị, chắc có lẽ khi giai điệu này vang lên và tất cả quý vị hôm nay đã bay bổng trong không gian âm nhạc của tình yêu. Chúc mừng em, 20 vũ công nhảy đến cuối bài. Em sẽ cảm nhận như thế nào với số điểm ngay sau đây từ các thành viên của ban nhạc? Tám rộp trời luôn. Chúng ta hãy chia sẻ từ anh Thanh Thảo, người cao điểm nhất trong số tất cả các thành viên ban nhạc. Có những chỗ Lâm hát nó cũng còn chưa có trọn vẹn lắm. Nhưng mà quan trọng là cái bài này Lâm hát, anh cảm thấy là nó có cái hồn trong đó, cho nên là anh cho Lâm điểm 9. Cái điều đó là mình cũng cảm thấy là hạnh phúc lắm rồi. Nếu như mà bài hát này mà mình không còn cái tình cảm, không đặt cái hồn vào đó thì chắc chắn là mình không còn biết là hát như thế nào nữa. Em cảm ơn chị Hải Phượng. Bởi vì chị Hải Phượng là động lực cho anh Thảo cho chính. Bởi vì chị Phượng đã đồng ý cho anh Thảo hôn từ đầu chương trình. Tôi rất thích cái lối hát của bạn. Bạn hát khác, cái tông thật thấp để mà chừa chỗ cho bạn lên cao. Nhưng mà riêng về phần luyến láy thì tôi nghĩ là bạn có thể làm tốt hơn. Nhất là cái chỗ mà trước khi lên cao Are You Still Mine đó, thì bạn phải chuẩn bị hơi trước, thay vì đến đó rồi mình mới ngập ngừng. Cái cầu nó sắp sửa cất lên rồi, một là dừng lại, hai là qua là phải phóng nhanh luôn. Nhưng mà có thể là vì cái áp lực là người phải hát đầu tiên trong chương trình, thành ra tôi cảm thấy có một chút gì đó chưa được thoải mái cho lắm. Em xin cảm ơn ạ.
Thưa quý vị, tổng số điểm từ các thành viên ban nhạc Quyền Năng với thí sinh Phúc Lâm là 73 điểm. Còn 20 điểm từ các vũ công và 10 điểm thưởng của người cao nhất tuần trước. Chúc mừng Phúc Lâm 103 điểm. Xin mời sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Anh trình bày cái nhạc phẩm này theo cái phong cách của em. Anh thấy nó cũng có cái gì đó lạ lạ chút xíu. Nghe nó cũng có cảm xúc lắm. Tuy nhiên những cái kỹ thuật em luyến đái lên đó đôi khi nó còn chưa có được làm đúng, đúng không? Nhưng mà anh phục em là em đã chọn cái phong cách riêng của em. Anh xin chúc mừng em. Em xin cảm ơn ạ. Xin mời sự chia sẻ từ giám khảo Dương Triệu Vũ. Hôm nay nghe Phúc Lâm hát thì Vũ thấy đây là một bản rất là khác lạ hơn. Cái cách xử lý rất đơn giản, nó không quá cầu kỳ nhưng nó lại rất là tình cảm. Với lại đặc biệt cái giọng bạn qua từng show một, cái giọng thật sự của Phúc Lâm nó bắt đầu nó không còn bị na ná giống người này người kia nữa, mà nó là một cái gì đó rất là riêng của bạn. Cho nên Vũ xin chúc mừng Phúc Lâm đã tìm được cái giọng hát của mình. Chương trình tiếp tục với giám khảo Phi Nhung. Là không có gì mà để nói về giọng ca nữa. Hôm nay thấy em mặc trang phục đẹp nè. Ngồi ở dưới nhìn lên. Rồi. Trời ơi, diễn xuất hả? Cái mặt quá là feeling, xong quá luôn. Có hồn luôn. Xong chúc mừng em. Cố có những cái khoảnh khắc anh nhìn chị Phi Nhung rồi. Và em chợt nhận ra là chị cũng mặc áo sơ mi trắng đúng không? À, bây giờ cái nhìn là đã thành công rồi đúng không? Bây giờ mình nâng cấp nó lên chút xíu nữa. Vừa nhìn mà vừa đá lông nhèo đó. Ây da, chết chị cưng à. Thưa quý vị, xin được chúc mừng thí sinh Phúc Lâm đã mở đầu chương trình hôm nay một cách thành công như vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý vị với vết thương cuối cùng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đệ, có thể nói đây là một trong những bài hát mà nội tâm người biểu diễn cần phải hết sức là tinh tế, và điều đó Mỹ Ngọc đã làm được. Chúc mừng bạn 20 điểm đầu tiên. Cảm thấy thoải mái. Ngọc cảm thấy là mình hát hết mình hát vô cùng cảm xúc với những cái cảm nhận của mình về bài hát. Số điểm từ các thành viên của ban nhạc. Tan 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 tan. Có rất nhiều điểm 8 và một ít điểm 7. Anh Phong, tại sao lại đồng lòng với anh Bách cho em nó 7 điểm vậy? Nó ngẫu nhiên thôi. Có một số chỗ em hát rất phô, bị chinh lắm, bị non á. Non. Bách hoàn toàn đồng ý với anh Phong là có ít nhất khoảng 3 đến 4 nốt bị phô. Nó bị non, nó chưa tới nốt. Thế cái đó là những cái mà các bạn nên để ý rất là kỹ. Chứ thực ra là Bách muốn cho bạn điểm cao hơn. Em đã quay lại, em mất công em quay lại, em nhìn anh em cười đến như thế. Thì anh nói thật là hôm nay là không có nhờ cái lời giáo huấn ngay từ ban đầu của nhạc sĩ Đức Huy. Là em hãy chấm điểm bằng tai, đừng có chấm điểm bằng mắt như cái lần nào đó nữa. Mà hình như anh cũng bị dính bởi em đúng không? Cái lần đó là cái cú ngã của anh là em đúng không? Đó là cú ngã cuối cùng rồi. Bây giờ anh không ngã nữa, bây giờ anh tỉnh rồi. Xin mời nhạc sĩ Minh Khang. Anh chỉ cho em một cái mẹo mốt em hát đỡ cái những cái nốt mà lên chưa tới á. Cái guốc em mang mốt em lượm guốc cao hơn chút thì là cái nốt nó sẽ tới. Với lại cái bài này Bossa Nova là phải nồng nàn và nồng cháy và quyến rũ. Cái giọng phải mê hoặc lòng người mới hát được cái Bossa Nova. Em không có một chút xíu nào cái điều đó. Có mà anh. Có. Có chút xíu, có lắm mà chưa đủ. Ôi trời ơi. Thôi nhạc sĩ Đức Huy sẽ phân định ở đây. Nói chung thì bài này bạn hát tốt. Có cái chút xíu Bossa Nova, bởi vì tôi cũng đã hơi nhúc nhích rồi. Thế nhưng mà chưa đủ. Chưa đủ. Anh nhúc nhích à? Thấy đâu? Nhúc nhích. Có không? Có nhúc nhích rồi nè. Thưa quý vị, kết quả tổng số điểm từ ban nhạc Quyền Năng dành cho thí sinh Mỹ Ngọc của chúng ta là 69 điểm cộng với 20 điểm. Tổng số điểm của bạn là 89 điểm. Chúc mừng. Mình nghe giám khảo nhận xét nha. Xin mời sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Giám khảo Mạnh Quỳnh ạ. Nói chung thì em hát cái bài này thì anh thấy được cái cảm giác, cảm xúc của em. Em feel lắm, em ca cuộc tình vừa xa rồi, nghe nó đã lắm. Nhưng mà thì có những cái nốt em ca nó bị tột đó. Thì có thể là tại vì càng du sâu thì cái sức ép, cái áp lực nó càng cao. Cho nên tụi em phải cố gắng kiềm chế cái sự căng thẳng của mình. Càng nhiều càng tốt. Okay. Xin mời Giang Triều Vũ ạ. Cái điệu Bossa Nova dễ không phải dễ mà khó cũng không phải khó. Quan trọng là nó phải ăn sâu ở trong máu của mình á, thì mình cảm được cái nhịp đó là mình hát. Kiểu mà nó hơi lả lơi chút xíu thì nó sẽ rất là hiệu quả. Còn chỉ cần mình mà lệch chút xíu thôi là nghe nó sẽ bị khó chịu ngay. Hôm nay Mỹ Ngọc làm cũng tốt, nhưng mà nó có thể tốt hơn được. Tại vì tôi cũng đặt cái hy vọng lớn hơn đối với Mỹ Ngọc. Dạ vâng ạ. Yeah. Cố lên, cố lên. Thân mến, quý vị có biết không, cái nghề tay trái của Mỹ Ngọc là nghề dẫn chương trình, cũng làm MC á. Cho nên bây giờ thì Thanh Bạch sẽ mời Mỹ Ngọc cùng giới thiệu tiết mục tiếp theo đi ha. Kính thưa tất cả quý vị, và ngay bây giờ đây chúng tôi xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu để tiếp tục chương trình Ban Nhạc Quyền Năng. Và thưa quý vị, người thí sinh sẽ dự thi của chúng ta tràn đầy năng lượng, đó chính là nữ thí sinh Hà Thúy An. Thank you.
nỗi buồn chua cay khi mình đổi thay hồi hết xung vầy. Nếu biết rằng tình là dây oan, nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ thà dương gian đừng có chung mình. Lâu mất đi em gần hết đêm rồi buồn thương nữa sao. Em hỡi đôi mình mộng này đã buồn ai hay khi mình chia tay xa cách nhau rồi. Thôi không làm gì đã lỡ duyên thề thương nhau làm chi. Nỗi buồn ai hay khi mình chia tay. Thưa quý vị, trong số 20 thành viên, Thanh Bạch nhận thấy có một thành viên đã ngồi xuống bên cạnh một chàng trai mà chắc có lẽ là kép của cô này, nhưng anh ấy đã không ngồi vì anh ấy yêu Hà Thúy Anh hơn là cô kia. Tôi muốn nghe người ngồi nói. Lúc đầu thì nhảy thì thấy cái tiếng nhạc để dắt vào cho thí sinh hát á thì rất là feel. Thì khi đang bước nhảy vào trong cái điệu Boston thì đang nhảy, thì lúc mà bạn vào á, hình như là chị có cảm giác là hình như nó hơi bị rất nhịp tí xíu. Dạ, xin cảm ơn. Dạ. Thưa quý vị, như vậy bạn được 19 điểm. Dạ vâng, em xin cảm ơn chị rất nhiều. Chúng ta sẽ đến với phần dự thi của Hà Thúy Anh với số điểm là bao nhiêu. Phong thắng anh Thảo 999. Ai nói bây giờ em thích người nào 9 điểm nói đây. Thôi em xin anh Phong. Nhờ anh Phong guitar dạ. Solo ạ. Em hát bài này rất có hồn. Anh thích em hát bài này. Nhưng mà em lại bị cái khúc gần cuối á, em bị vô sớm quá. Em bị vội quá thì hơi thôi tiếc không em không chỗ làm đó. Khóc gì. Làm gì. Bùm. Đúng rồi. Thôi không làm gì. Không. Thanh à. Không, vì vào sớm thành ra trống phải sửa lại bằng cách đuổi theo cô ấy. Và đó là lý do bạn của tôi ngồi xuống. Rất là chính xác. À, anh Đức Huy có bổ sung gì không ạ? Có một điều rất nhỏ tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bởi vì chúng ta sắp vào vòng bán kết rồi. Thành ra đừng cứ dùng cái chữ phải. Đêm nay tôi sẽ phải làm gì. Đừng dùng cái chữ nên. Thì nó bớt áp lực cho mình. Tại sao tôi nên? Bởi vì cái điều đó sẽ giúp tôi tỏa sáng. Đừng có nghĩ là mình phải. Thì nó sẽ nhẹ hơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, chúng tôi xin tổng kết số điểm của ban nhạc Tiền Non. 74 điểm cộng với 19 điểm. Hà Thúy Anh đứng thứ nhì hiện nay với số điểm 93. Xin mời sự chia sẻ từ những nụ cười rất là xinh tươi của các thành viên ban giám khảo. Chị cảm giác được là tại vì em tập trung cái feeling của em nhiều quá nên em chỉ bị rớt nhịp một chút xíu thôi. Tại vì chị em mình cùng đồng cảm nên đối với chị thấy cũng không có gì hết. Nhưng mà nhắc nhở em là lần sau nếu mà mình feel quá mà mình đi thi nữa thì mình cố gắng thêm một chút xíu nữa để ý.
Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Nhưng mà hôm nay em tuyệt vời lắm luôn. Em cảm ơn chị. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Phần trình diễn của em anh thấy rất là hay, rất là xuất sắc. Nhưng mà anh nghĩ là em có thể em làm hay hơn nữa những cái đoạn kết, đoạn cuối á. Chẳng hạn như là anh nhớ đôi mình ngày vừa đã tan tình đã dở dang. Em kéo nó sẽ hay hơn, hồi nãy em bị ngắn quá. Đâm ra cái cảm xúc của em nó mất đi cái hồn của cái bài hát. Đúng rồi. Nhưng mà theo vâng, em nghĩ Hà Thúy Anh bữa nay là tai nạn nghề nghiệp thôi. Thật ra thì ở tai đây nghề nghiệp một thôi. Phần là ban nhạc đã tính rất là kỹ để chọn bài hòa âm thúc vào điệp khúc của bạn. Nó như một cơn sóng thần. Và cái cảm xúc người ta khi đau khổ quá, người ta chịu không nổi, người ta phải bung ra cửa, người ta phải chạy ra đường, người ta phải bay lên trời hay làm cái gì đó. Thì chính cái em ta cảm nhận được từ ban nhạc và thấy mọi người dưới này cảm như là điêu đứng vì cái đoạn đó rồi. Chính em feel chính mình và em cảm thấy là em cần phải bay cao hơn nữa. Thì chính lúc đó em không kiểm soát được cái nhạc và cái nhịp, không biết em để ở trong người, trong cổ hay trong chân hay một vị trí nào đó để em luôn luôn em bám. Vì lúc đó em không còn bám vào cái nhịp ở đâu nữa. Anh cảm nhận được cái hay của ban nhạc lúc đó. Trời ơi, đó bài này sao phối gì mà kịch tính dữ dằn vậy đó. Anh chịu không nổi, nhìn trên màn hình kia thì rõ ràng em bị cuốn theo đó và cái nhịp em không có cái chỗ bám. Và cho nên em đã bám vào cảm xúc, mà cảm xúc của mình không bao giờ nó chuẩn xác như là âm nhạc. Chính vì vậy cho nên cái điều này rất là hay khi em sai ở đây để vào vòng bán kết, em phải giữ vững. Và dù dông bão thế nào, dù cao trào thế nào, em vẫn làm chủ được giọng hát của mình thì em sẽ là siêu đẳng. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Em xin cảm ơn tất cả những lời nhận xét của ban giám khảo cũng như các anh chị trong ban nhạc quyền năng, cũng như là cái phần các anh chị đã giúp cho em để mà có tạo được cái cảm xúc ngay ở trên sân khấu. Chúc mừng Hà Thúy An. Thưa quý vị, thử thách đầu tiên của ba thí sinh chúng ta là mỗi một thí sinh có một đĩa, trong đó có hai quả me và hai quả ớt. Cho nên ca khúc Vùng Lá Me Bầy sẽ được thực hiện. Và cuối cùng khi người dẫn chương trình xuất hiện ra hiệu ban nhạc dừng lại, thì lúc đó thí sinh phải dừng lại, không được ăn tiếp dù là hết hay chưa. Tại sao lại có cái thử thách này? Bởi vì khi hát không hay, các thí sinh hay đổ thừa: dạ bữa nay em bị viêm họng, dạ bữa nay em bị cảm. Và những lý do đó không có hề gì có là khỏi là sự thật hết. Hay là hay mà dở là dở. Cho nên thí sinh ăn cái này mà hát hay thì chứng tỏ xứng đáng góp mặt trong vòng bán kết của ban nhạc quyền năng. Lấy thí dụ như thế cho nó oai hùng quý vị nha. Một bàn pháo tay nồng nhiệt với ba thí sinh Phúc Lâm, Mỹ Ngọc, Hà Thúy Anh. Xin mời. Ai cũng chọn me, có một người chọn ớt. Trời ơi, ăn ớt mà ngọt như là ớt ngọt á. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau hương chút tình trên tóc mày. Đôi mắt mơ ngày hoa nắng mới đầy. Đẹp tựa như lá me trên má em hồng đẹp tựa như lá me rơi phương trời xanh ước mơ. Cố lên Ngọc ơi, cố lên. Ta xa nhau lúc còn là cơn đau buồn buồn áp dụng hàng tuần con quên thương ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một tràng pháo tay chúc mừng các thí sinh chúng ta đã hoàn thành một thử thách vô cùng khó khăn. Me thì dễ, mà ớt thì không. Quý vị biết ớt, cái phần cái hột ớt nó cay gấp 10 lần cái thân của cái ớt. Nhưng mà thí sinh chúng ta, Phúc Lâm, hết me, hết ớt. Mỹ Ngọc, hết me, một trái ớt, còn lại một trái. Mặc dù đã cố gắng hết sức. Và Hà Thúy Anh, vừa nước mắt, vừa nước mũi, để có thể hoàn thành hai trái me, hai trái ớt. Xin chúc mừng. Ăn ớt và me, kinh hoàng. Ban giám khảo sẽ thống nhất với nhau để tặng 10 điểm cho thí sinh nào. Xin mời sự hội ý. 5 giây bắt đầu. Thời gian đã hết. Với cái sự chịu đựng của ba thí sinh vừa rồi thì em xin dành 10 điểm của em cho Hà Thúy Anh. Em đã có một cái sự can đảm rất là đáng trân trọng, cho nên em quyết định nên tặng 10 điểm cho Hà Thúy Anh. Xin cảm ơn. Còn trong khi bạn Mỹ Ngọc, mặc dù ăn rất là cay nhưng cố gắng hát, và bạn đã có một cái công thức là rất là lạ. Thay vì người ta ăn me riêng, ớt riêng, bạn ăn trái me đầu xong, bạn thấy làm như có cảm hứng trộn trái ớt và trái me nhai chung luôn. Điều đó rất là lạ. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Theo em thì em nhìn thấy Hà Thúy Anh có một cái sự hy sinh vì nghề nghiệp rất là to lớn. Em xin tặng 10 điểm của em cho Hà Thúy Anh. Còn giám khảo Dương Triều Vũ thì sao ạ? Nói chung là cả ba người đều rất là quyết liệt, nhưng mà vì Vũ thấy cái hành động cuối cùng của cô gái này cho nên Vũ cũng để dành 10 điểm này cho Hà Thúy Anh luôn. Vâng, và như vậy ba sự lựa chọn của giám khảo đều giống nhau. Thí sinh Hà Thúy Anh trong phần thử thách này, bạn được cộng thêm 10 điểm. Chúc mừng. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, thí sinh hay liếc hay nhìn trộm người khác chính là Hồng Gấm. Và thưa cô ấy đã chọn bài Trộm Nhìn Nhau. Một tràng pháo tay để gặp gỡ Hồng Gấm. Từ khi vắng anh, em như
hơn hồi trước nhiều rồi đó, nhưng mà vẫn còn thiếu đường dữ lắm. Chắc là phải trữ mật ong thì nó mới đủ rót mật vào tai của khán giả. Hãy nhìn kìa, trong những người khiêu vũ, ánh mắt họ bây giờ nhạc đã dứt nhưng cũng còn chưa dứt niềm đam mê. 20 điểm đầu tiên cái hồng gắn. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục xem kết quả từ các thành viên của ban nhạc với Trộm Nhìn Nhau của Hồng Gấm là 9 điểm. 9 9 9 8 8. Ôi trời, sao tự nhiên mềm mại hẳn vậy bác? Dạ, tự nhiên em mềm mại. Để em làm lại coi cho à, bé... Anh này cứng chưa anh? Đấy, được rồi đó. Em để hai cái tóc này nó trông nó đáng yêu lắm. Cái phần mà... cái phần nhìn nó không có ác được, cái phần luôn luôn nó ác được. Đâu, cái phần nghe là sao? Nhưng mà phải nói là nó có cái gì nó là lạ. Bây giờ mình nói về chuyên môn. Phải nói là với một cái giọng mạnh như giọng em á, mà em hát mềm lại, tất nhiên là nó chưa đủ mềm để mà gọi là đúng là bolero. Nhưng mà em đã có cái sự tiếp thu và em ít nhất là em đã thích nghi được. Việc em tiếp thu được, em mở lòng mình ra để tiếp thu được những cái điều mà ban nhạc nói. Thì đối với anh là anh đánh giá cái điểm 9 đó mà anh cho là ở đó, chứ chưa hoàn toàn là cái phần trình diễn của em. Em thấy là em may mắn bởi vì em nhìn trộm anh Kha nhiều quá mà em thành công. Hôm nay em hát là anh nhìn trộm em á. Rồi hai người nhìn công khai luôn đi. Đúng, anh nhìn trộm em mà anh nhìn trộm để anh soi em coi đúng không? Ồ, nhìn trộm mà soi. Đúng là anh cho em 10. Nhưng mà sau cái đoạn B em vô hát cái A nó có một vài nút xuống, nó chưa tới và... lúc khúc ao em cũng chưa có đẹp nên anh cho 9 thôi. Giờ em thấy cái số điểm của anh Kha như em có tăng thêm cái nồng độ tình cảm với ảnh chút nào không? Dạ bây giờ thì không nhìn trộm nữa. Nhìn công khai, nhìn thẳng luôn. Ban nhạc đánh dùm cái tèn 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 đi cái. Anh cứ xuống đi, không sao đâu. Không có sợ, không đau đâu. Gấm hứa là sẽ che chở và yêu thương chàng trai này suốt cuộc đời không? Nhưng mà mọi người có thấy ý đồ của anh Bắc chưa ạ? Mọi người thấy ý đồ của Bắc chưa ạ? Trời ơi, ông tác hợp cho người ta mà ông nắm tay cô dâu cứng ngắc. Mọi người thấy cái đẹp đôi không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Nói nghe nè, theo em nghĩ á, đàn ông mà từng tuổi này rồi mà chưa có vợ, em nghĩ là something wrong nên em phải suy nghĩ lại. Wrong không? Không wrong đâu. Được lắm ấy chị, được lắm ấy chị. Có cái là, nhưng mà chị tuổi này anh đã có chồng đâu. Oh yeah! Oh yeah! Một điều! Một điều! Thôi ông chơi khó quá, bỏ qua đi. Đi lên làm việc đi. Cảm ơn, Hoàng Bắc xin cảm ơn, trở về vị trí cho nó an toàn. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ mời quý vị xem kết quả số điểm của thí sinh Hồng Gấm là như thế nào hả? 76 điểm cộng với 20 điểm, Hồng Gấm đã có 96 điểm đứng nhì bạn. Wow, em nghe mưa lời khen từ ban giám khảo. Em là một trong những thí sinh mà anh thấy là rất là đa tài, đa năng. Em có thể em hát được bất cứ loại nhạc nào em muốn. Tuy nhiên nhìn cái bài vừa rồi thì em ca có cái kiểu riêng của em. Nhưng mà thực ra nếu mà xét về đúng nghĩa bolero thì em có những cái kỹ thuật em chưa có làm tròn lắm. Nhưng mà cái cách hát em có rất là mộc mạc, rất dễ thương. Nhất là cái giọng em đặc biệt lắm. Em thì lại không có đồng ý về cái khuôn khổ mà bolero nó phải theo 100 ca sĩ mà ai cũng hát y chang như nhau thì đâu còn cái gì đặc biệt nữa. Thế thôi mình mua đĩa và mình nghe cho rồi. Chị nghĩ là ban nhạc cho em gắm cái số điểm này là tại vì ban nhạc rất là phục em gắm cái bài gì, cái thể loại gì nó hát cho bằng được. Để em chốt lại một câu nha, là hôm nay cái tiết mục của Gắm được trình diễn rất trọn vẹn và em đã chuyển tải một bài hát không phải là thể loại của em đi thẳng vào trái tim anh và những khán giả ở đây. Chúc mừng em. Đi thẳng vào trái tim luôn đó. Chúc mừng Hồng Gấm đã hoàn thành phần thi của mình.
sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Vỗ tay mạnh lên. Vậy là hai chúng ta đã xa lìa nhau. Một tình yêu thiết tha kết trong niềm đau. Đoạn trường nào đã qua đã khiến ta gặp nhau. Đến nay hóa ra biển sâu. Chẳng thể nào còn trông thấy nhau. Người nào anh đã trao đã trôi về đâu. Tình nào ta khát khao đã phai nhạt. Chỉ còn lại trái tim cứ đau thật đau. Vết sao cứa sâu thật sâu. Từng vết sao cứa những thương yêu. Vì tôi đã dâng trọn hết cho người. Cả xác thân và tâm linh hồn. Và tôi cứ yêu không cần nghĩ đến mai này sao. Mà anh đã và như đang đắm đuối trong phong mơ. Tại sao cứ yêu là cứ mỗi sầu. Đùa với nhau như nước qua cầu. Rồi hoang trách nhau sao mình mãi không gần nhau. Ta không biết nhau từ phút ban đầu. Thì trái chưa sẽ nên tâm hồn nhau. Tại sao cứ là cứ sầu. Đùa với nhau như nước qua cầu. Rồi oan trách nhau sao mình mãi mãi không gần nhau. Ta không biết nhau từ phút ban đầu. Thì trái tim vẫn chưa hùa nhau. Và ta chưa sẽ nên và bạn. Với trang phục này, với hóa trang này và ca khúc vừa rồi, tôi nghĩ ban nhạc rất là sướng và truyền cái sướng đó đến tất cả 20 vũ công. Cho nên họ đã say đắm đến mức cuối cùng, 20 điểm đầu tiên từ các thành viên vũ công. Xin cảm ơn. Đây là cái bài hát mà mình cảm thấy là mình hát đã nhất, hát hay nhất từ trước tới giờ trong cái chương trình này. Và đây là kết quả. Mơ em ơi. Em ơi, lại đây ngồi em cái. Tốt lắm. Và em đã chiếm trọn cảm tình. Trời ơi, tại sao lại cơn mưa điểm 10 lại xảy ra anh Huy ơi? Anh có dặn ban nhạc là không được điểm 10 nhiều. Rất là gắt gao. Tại sao ban nhạc lại phá lệ như vậy? Lý do? Lý do là tại vì hay quá chịu không có nổi. Anh Khoa, ra thật là rất khó, hát phải ra đúng mình mới cảm nhận nó được. Thì cái đoạn B của em hát chưa có đạt. Và nếu mà tôi có thể nói thêm một chút xíu nhanh thôi, thì thật ra cái cuộc chơi này nó rất khắt khe.
Tại vì những người tham dự á, là không phải là nhà nghề, nhưng mà bị soi dưới cái kính hiển vi của những người bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi. Và nói thật là trong cái bài vừa rồi đó, tôi nghĩ là chẳng phải riêng tôi, nhưng mà một số người đã có cảm tưởng như không phải là đang đệm cho một người dự thi cuộc hát, mà đây là đang đệm cho một ca sĩ thực thụ đã nổi tiếng và đi trình diễn nhiều nơi. Và cái sự thật là gì? Tất cả chúng tôi, những người đã được gọi là thành danh, nhiều người biết đến, thì không phải là lần trình diễn nào cũng hoàn toàn 100%. Lâu lâu cũng có. Thế nhưng mà ngay cả những cầu thủ danh tiếng nhất thế giới nhiều khi còn đá phạt hỏng cơ mà. Thế nên mình có chặt một tí xíu, không sao. Yeah, không sao. Em thấy là em có vẻ hợp với ban nhạc này á. Cứ cho em theo luôn đi. À, hay lắm. Thưa quý vị, chúng tôi xin tổng kết số điểm của ban nhạc Quyền Năng là 83 điểm. Cộng với 20 điểm ở dưới này nữa, em có 103 điểm mà không cần 10 điểm từ tuần trước nữa. Em đồng điểm với Phúc Lâm, dẫn đầu. Mời phần góp ý nhận xét của ban giám khảo. Dạ, cái phong cách em trình diễn sống động mà nó lôi cuốn từng nhịp, từng cái câu, từng cái lên cao xuống thấp. Anh nghe giống như là anh bị hớp cái hồn đi luôn, không còn cái chỗ gì để càng kìm hãm cái tâm tư của mình lại nữa. Chị hát với anh Quỳnh mấy chục năm nay rồi, không có bao giờ cũng khen chị như vậy đâu, không có công bằng. Không phải, cái điều không nói là điều giữ lại, cái điều nói ra là điều mất đi. Phi Nhung nên mừng vì điều đó và tặng hai người một tràng pháo tay giữ mối quan hệ rất là bí mật. Mê quá trời mê luôn. Chúc mừng em. Vừa mê vừa thích luôn á. Dạ đúng rồi. Hôm nay cái phần trình diễn của em là một phần truyền cảm hứng đến ban nhạc, truyền cảm hứng đến anh và truyền cảm hứng đến rất nhiều khán giả. Cho nên hôm nay nếu anh cho được, anh cũng sẽ cho em điểm 10. Chúc mừng em. Chúc mừng em. Mười năm yêu em thắm đời mộng mị. Mười năm yêu em ta thâu tình cuồng si. Mười năm yêu em ta hóa thành chiếc lá trôi theo từng cơn lũ của kiếp sống. Tình chưa yên vui bên tháng ngày vời vợi, nhiều đêm gian nan ngăn cách một đại dương. Rồi đêm gian nan ta ngỡ mình sắp đuối, nhưng em tình vẫn đêm năm mộng biển. Hồn ta bay trên đôi cánh reo mừng giữa cạn cõi, chợt nghe tình sao xuyến ở môi em hầm đợi những mùa xuân. Cả một trời yêu giờ trở lại, ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã, ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ, tình vẫn phân ly, tình vẫn như mơ. Hôm nay thấy tình còn đây như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ. Mười năm không ngờ
em thì cái kinh nghiệm tình trường rồi nó ít lắm, nên khi mà mình thể hiện mình vẫn chưa có làm cho nó tới được cái cảm xúc của bài hát. Với liên khúc vừa rồi để giúp cho các vũ công lại thêm càng thăng hoa và họ càng rạng rỡ. Chúc mừng 20 điểm và các vũ công. Và hãy xem kết quả từ các thành viên ban nhạc Quyền Nâng. Xin mời nhạc sĩ Hoàng Bách. Nếu mà nói về mặt kỹ thuật đó, thì anh nghĩ là hôm nay em hơi phí cái sức của mình nhiều quá. Bởi vì em tống sức ra ngay từ đầu. Em cứ nghĩ coi, từ đầu đến cuối hầu như không có một cái điểm nào mà em níu cái cảm xúc lại để em để dành cho một cái câu nào đó để bùng lên. Em đã yêu ai 10 năm chưa? Chắc yêu cha yêu mẹ nhiều hơn 10 năm thôi. Em phải nhớ là một cái tình yêu nó 10 năm á, thì nó nhiều thứ để nói lắm. Và anh nghĩ là em đang nói về một cuộc tình 10 ngày thôi. Xin mời giám khảo nữ duy nhất của ban nhạc Quyền Nâng. Ở cái đoạn đầu á, thì mình thấy nó rất là cứng. Và sự sâu lắng của cái đoạn đầu á, chưa thấy được. Chỉ có từ cái đoạn sau khi mà đổi qua bài khác đó, thì bạn mới có một cái sự thoải mái ở trong giọng hát, trong cái thể hiện. Mà giọng bạn chỉ nghe hai phần sau thì tôi cũng rất là tiếc chia sẻ với bạn điều đấy. Kết quả số điểm của Thái Sơn với ban nhạc Quyền Nâng là 69 điểm cộng với 20 vũ công, đúng không ạ? Lê Thái Sơn 89 điểm cùng đồng điểm với thí sinh Mỹ Ngọc. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ từ giám khảo Dương Kiều Vũ. Đúng là khi em hát câu đầu tiên em phải nâng niu chút xíu. Nhưng em đang kể chuyện, em đang tâm sự với cô gái đó vậy đó. Kể cả cái nốt và cái lời nói nó đều đẩy lên từ từ. Nếu như mà em may mắn vào được dòng sau nữa thì những cái bài hát này em phải cần áp dụng những cái kỹ thuật em đã có sẵn mà của riêng em. Nhưng mà hôm nay thì em làm chưa được tốt lắm. Thì chị nhìn thấy trong cái bài hát này em có cố gắng hơn là cái bài hát tuần vừa qua. Ở cái độ tuổi của em mà em hát như vậy á thì nó quá hay rồi. Tại vì em chưa có trải qua cái tình yêu khổ sở, chưa có gì hết. Mà em mới có 24 tuổi mà biểu em hát giống như là một cái người 30-40 tuổi đã từng trải qua thì làm sao được. Trời ơi, khi em 24 tuổi là em có mối tình 10 năm rồi. Tại vì em yêu sớm, còn em mày chưa mà. Xin mời nhạc trưởng Đức Huy. Tôi nghĩ là bạn chọn cái tông này cao quá. Hạ bớt xuống. Khi mà mình đi tán tỉnh một người, tán gái đó, thì mình không thể nào mà gân cổ lên mà mình đứng dưới cửa sổ mình gọi được. Mình phải nhỏ nhẹ, là mình kể lể, mình phải thiết tha, chân tình. Hãy suy nghĩ về cái tâm trạng của cái bài hát này. Bạn đang phải làm gì? Với tất cả những cái gì bạn có, tôi hứa với bạn là bạn sẽ gặt hái được nhiều tình cảm của người nghe hơn. Xin cảm ơn. Và thưa quý vị, đây cũng là thí sinh cuối cùng của chúng ta trước khi bước vào vòng thi đầy thử thách. Và thử thách gì? Xin mời quý vị để chờ trong chốc lát. Chúc mừng em. Thưa quý vị, vòng thi tiếp theo, chúng tôi xin mời quý vị hãy dành những tràng pháo tay cổ vũ cho ba thí sinh của chúng ta. Xin mời các bạn cùng bước ra sân khấu. Và Thanh Bạch cũng xin trân trọng kính mời ba vị giám khảo lên đây thử nước sâm. Đây là một xe nước sâm nổi tiếng của khu vực chúng ta. Mỗi người sẽ uống một ly. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay cổ vũ. Thưa quý vị, đây là nước sâm nguyên chất, ngon, bổ dưỡng. Cầm sẵn nha, tôi đếm 1, 2, 3, ực nha. Chuẩn bị 5, 4, 1, 3, 2, 1, nước sâm. Ngọt quá hà. Bố, sợ đắng lắm. Nó mát lắm. Ngọt quá hà. Sợ lắm. Nhưng mà nó nhớ bà thí sinh uống gấp 10 lần. Em phải làm mẫu. Giám khảo phải dũng cảm lên. Vỗ tay mạnh lên. Thưa quý vị, trong xe nước sâm nó có một loại gọi là nước đắng. Và đây là nước đắng của xe nước sâm. Cho một tràng pháo tay. Ban giám khảo đã vượt qua thử thách của chính mình. Và thưa quý vị,
bài nhạc sẽ được vang lên. Các thí sinh chúng ta vừa hát, vừa uống nước đắng, vừa ăn khổ qua. Nếu thí sinh uống còn dư thì ban nhạc sẽ uống. Thưa quý vị, ca khúc Chén Đắng với chủ đề đắng cùng nước đắng và khổ qua đắng xin được phép bắt đầu. Thưa quý vị và các bạn, mọi sự rùng mình, ớn lạnh, le lưỡi đã xảy ra. Và thưa quý vị, chúng tôi kiểm tra rất là kỹ. Ở đây, thí sinh Như Trang uống nước đắng còn một xíu, chai khổ qua còn nguyên. Thái Sơn hết ly nước đắng và thí sinh Hồng Gâm hết ly nước đắng. Giám khảo Mạnh Quỳnh, giám khảo Dương Triệu Vũ xin mời chia sẻ cái cảm xúc mà cái chén đắng này nó đắng đến mức mà nó đắng cụ thể luôn chứ không phải nó đắng trong suy nghĩ. Bản thân Mạnh Quỳnh uống chút xíu như thế này, Dương Triệu Vũ cũng như Phi Nhung uống chút mà đã thấy đắng rất là khó chịu rồi. Đắng lắm mà luôn, các thí sinh đã hoàn thành gần hết, tự nhiên là Thái Sơn hết rồi, không cấm hết, còn em thì còn tuy nhiên thì anh thấy tính cho chung quy thì Hồng Cấm đã hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Xin chúc mừng em. Xin mời giám khảo Dương Triệu Vũ. Em cũng cảm thấy đây là một cô gái cực kỳ bản lĩnh và dễ sợ. Em không ngờ là ăn hết 2/3 của trái khổ qua. Chúc mừng Hồng Cấm. Không, tại vì cô này tuổi con thỏ mà. Em cũng vậy á. Em nói em ngưỡng mộ cô bé này từ đầu cho tới cuối luôn. Phải lì dễ sợ luôn vậy đó. Ok, chọn Hồng Cấm á. Thưa quý vị, trong thử thách này xin chúc mừng Hồng Cấm vì ba sự lựa chọn của giám khảo đã thuộc về bạn. 10 điểm. Cái cảm giác đó là kinh khủng lắm. Nhưng mà để có được cái vé vào vòng trong thì em phải cố gắng. Xin cảm ơn ban giám khảo. Mời quý vị gặp trở lại 6 thí sinh của chương trình đêm nay. Lonely river flow to the sea, to the sea,
to the open arms of the sea. Yeah. Thả một lần đi, qua xa nhau ngàn đời, cho lệ anh ngân dưới tiếng cười hoàn vương trên môi. Nếu biết rằng tình là dây oan, nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ. Thả dương gian đừng có chung quý vị. Hôm nay các thí sinh chúng ta đã trải qua một giai đoạn mới với những thử thách mới, và bản thân chúng tôi cũng thấy rất là yêu, rất là quý các thí sinh đã nỗ lực hết mình, không từ chối bất kỳ một cái đề nghị nào từ chương trình. Điều đó đã mang lại những giây phút rất là tuyệt vời để quý vị theo dõi qua màn ảnh nhỏ cũng như có mặt trong khán phòng mới cảm nhận được hết sự vui tươi, những cung bậc cảm xúc khác nhau từ cảm động nhất cho đến hài hước nhất. Còn bây giờ xin được công bố số điểm cho đến thời điểm này để các thí sinh và quý vị cùng rõ. Kết quả số điểm như sau: Lê Thái Sơn 89 điểm, Mỹ Ngọc cùng 89 điểm, thí sinh Như Trang 103 điểm, đồng điểm với Như Trang Hà Thúy Anh 103 điểm, Phúc Lâm 103 điểm, Hồng Gấm vượt lên dẫn đầu 106 điểm. Và thưa quý vị, bây giờ thì ban giám khảo sẽ có quyền quyết định để cho điểm mỗi người 10 điểm dành cho thí sinh yêu thích nhất. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh, xin mời quyết định. Tuần rồi anh đã chọn thí sinh này, và hôm nay em đã không làm thất vọng Mạnh Quỳnh một lần nữa. Đó là Quỳnh tặng 10 điểm cho Unchained Melody. Chúc mừng Phúc Lâm 10 điểm. Phi Dung. Phi Dung rất là yêu những người nghệ sĩ mà biết hy sinh về nghệ thuật cùng với bạn bè, hy sinh cho bạn bè luôn. Phi Dung rất là ngưỡng mộ những người nghệ sĩ như vậy. Ở đây Dung gửi 10 điểm của Dung đến cho Hà Thúy Anh. Hà Thúy Anh, chúc mừng bạn đã có 10 điểm đầu tiên từ giám khảo Phi Nhung. Và số điểm tiếp theo thuộc về giám khảo Phương Triệu Vũ. Thì hồi nãy lúc mà Vũ xem một cái màn trình diễn mà nó đã làm cho Vũ phải đứng dậy và nhảy nhót vì cô gái này, thì 10 điểm của Vũ sẽ dành cho người nhát gan nhất trong buổi tối hôm nay, Như Trang. Chúc mừng. Và thưa quý vị, xin công bố số điểm cuối cùng của show ngày hôm nay.
Lê Thái Sơn 89, Mỹ Ngọc Đồng 89 điểm, Hồng Gấm 106 và ba thí sinh đồng điểm với nhau: Như Trang 113, Hà Thúy Anh 113 và Phúc Lâm 113. Chúng tôi xin được chúc mừng ba bạn cao điểm nhất: Phúc Lâm, Hà Thúy Anh, Như Trang. Và xin mời bốn bạn Phúc Lâm, Hà Thúy Anh, Như Trang và Hồng Gấm hãy xuống dưới kia để cổ vũ cho đôi bạn Mỹ Ngọc và Lê Thái Sơn. Thưa quý vị, và như vậy Mỹ Ngọc và Lê Thái Sơn là cặp đôi sẽ phải hát lại một bài hát như đã quy định từ đầu mà chúng tôi đã thông báo, nhạc phẩm Trái Tim Không Ngủ Yên của nhạc sĩ Thanh Tùng. Xin mời. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Còn em nói em muốn quên anh rồi, là hình như em đang dối anh. Nếu anh nói anh muốn xa em, là thật ra anh mong rất gần. Còn em nói đã trốn quên anh rồi, là trong tim em luôn nhớ anh. Dối như là mới quen nhau thôi, xin anh hãy hờ hững như là đã xa nhau. Nếu anh nói anh muốn xa em, là thật ra anh mong rất gần. Còn em nói đã muốn quên anh rồi, là trong tim anh luôn nhớ em. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ. Xin mời bốn thí sinh trở lại sân khấu ạ. Và bây giờ thì giám khảo là người quyết định chọn thí sinh nào vào vòng bán kết. Và bây giờ là sự lựa chọn thuộc về Mỹ Ngọc hay Thái Sơn. Xin mời sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Tất cả những thí sinh, ca sĩ có mặt ở trên đó đều là những người rất là xứng đáng để đi tiếp vào vòng trong. Xét về cái phần trình diễn của em Phong Ca với lại Lê Thái Sơn thì đối bản thân anh thấy em có nhỉnh hơn Lê Thái Sơn chút xíu. Thì anh xin kéo em ra khỏi cái chỗ mà nguy hiểm của em, anh xin giữ em. Như vậy, Mỹ Ngọc đã nhận được một vote từ giám khảo Mạnh Quỳnh. Và bây giờ còn hai giám khảo còn lại ạ. Xin mời giám khảo Trương Trường Vũ. Đây là hai thí sinh mà Vũ cũng rất là thích. Vũ cảm thấy rất là đau lòng. Một trong hai bạn đi, bạn nào Vũ cũng tiếc hết. Lúc nãy khi mà thấy Mỹ Ngọc đứng mà ăn cái trái ớt đó làm cho Vũ muốn chảy nước mắt luôn. Cho dù là mọi người chung quanh là đang cười nhưng mà thiệt sự là Vũ chảy nước mắt ở dưới này. Là vì Vũ thấy được cái sự đam mê, cái khát khao của Mỹ Ngọc.
Sơn cũng vậy, Sơn cũng có một cái đam mê và một cái khát khao rất là dễ sợ. Thôi thì bây giờ Vũ sẽ dành hết cái quyền quyết định lại. Thay vì lần trước Vũ giành giật của bà chị, Vũ sẽ để cái quyền này lại cho chị. Thì bây giờ Vũ sẽ cân bằng cái phiếu lại bằng cách Vũ cho Sơn cái phiếu này. Wow, tỷ số 1-1. Có nghĩa là sự quyết định cuối cùng tùy thuộc vào giám khảo Phi Nhung. Hãy dành một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho giám khảo Phi Nhung đi quý vị. Mỗi em có mỗi cái phong cách khác nhau. Với Mỹ Ngọc, chị cũng rất là ngưỡng mộ về giọng hát của em. Em có cái đặc biệt riêng. Với Thái Sơn, em cũng có một cái sự đặc biệt riêng. Vừa rồi cái bài Trái tim không ngủ yên, cả hai đứa đều hát hay hết, không có đứa nào thua đứa nào hết. Chị thấy ở Thái Sơn, em nhường nhịn bạn diễn của em. Chị nhìn rõ ra được cái điều đó. Nên chị hy vọng rằng là Mỹ Ngọc đừng có buồn, chị sẽ chọn Thái Sơn. Xin được chúc mừng Thái Sơn và xin mời tất cả chúng ta cùng hát bài Chia Tay với Mỹ Ngọc. Hy vọng rằng niềm đam mê của bạn sẽ tỏa sáng bất kỳ nơi đâu. Thật sự là khi mà đăng ký tham gia chương trình này á, điều đầu tiên là một cái sân khấu mà được tất cả các nghệ sĩ nhạc công nổi tiếng như thế này, Mỹ Ngọc tin chắc rằng chỉ có ban nhạc Quyền Năng mới có mà thôi. Được các anh chị đánh cho em, đó là một niềm hạnh phúc vô cùng tuyệt vời với em trong cuộc đời này. Em một lần nữa em xin cảm ơn các anh các chị rất nhiều, đặc biệt là anh Khang. Dạ, anh đã có những bài phối vô cùng tuyệt vời cho ca sĩ, tạo ra cái đức diễn cho thí sinh diễn một cách gọi là thăng hoa nhất, một cách là gọi là bay bổng nhất. Và bên cạnh đó thì đứng trên sân khấu này được trò chuyện với anh Dương Triệu Vũ, thì Thiên Nhung cũng như anh Quỳnh ở ngay sân khấu cũng như là ở trong hậu trường, em cảm thấy đó là một niềm vinh hạnh cho em. Các anh các chị cho em những lời góp ý rất là chân thành, một lần nữa em xin cảm ơn ba anh chị rất nhiều. Chúng tôi cũng xin chúc mừng Thái Sơn, bạn sẽ đi tiếp chặng đường còn lại. Và cảm ơn Mỹ Ngọc đã cống hiến hết mình với ban nhạc Quyền Năng. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ còn gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người vui cánh chim về nơi cuối trời, để lại thương nhớ trong kiếp đơn côi. Nuôi đôi lòng lòng chiều mưa nhớ ai, biển xanh vẫn xanh người đi sao đây. Trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ, em ơi bao giờ nhớ từ ngày vơi. Thưa quý vị, và năm thí sinh còn lại chính là năm thí sinh bước vào vòng bán kết. Họ sẽ trải qua hai bài hát, trong đó có một bài hát họ tự quyết định hoàn toàn để làm sao thể hiện mình tốt nhất, tỏa sáng nhất. Tuy nhiên, quan trọng là bài hát thứ hai của thí sinh lại là do chính ban nhạc lựa chọn. Và không chỉ là bài hát, ban nhạc còn tặng thêm một thử thách trong bài hát đó. Vì sự khó khăn và sự bất ngờ sẽ xảy ra trong vòng thi bán kết. Và những thí sinh cao điểm nhất của vòng thi này, họ không bảo lưu số điểm của mình để công bằng cho vòng bán kết sắp tới. Còn bây giờ, xin mời ba giám khảo cùng bước lên sân khấu để chia vui với năm thí sinh của chúng ta. Chương trình này do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sóng Vàng thực hiện đến đây đã kết thúc.
bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt ho như sữa mẹ má ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngò muôn dòng phong phú xa. Đường qua trường khắp có người bạn qua, tôi trẻ thua kia ua ta. Tâm tâm người bạn thơ ngơ mê, nghe hát dù quê và đưa múa lòng thôn. Sóc sơ vai ở bòn, tàu na ở bòn, tàu na ở bòn ơi. Vừa xem một phần trình diễn rất là dễ thương của giám khảo Phi Nhung với phần phụ họa của nhóm dancer và MC Thanh Bạch. Quý vị, chúng ta vỗ tay. Thưa quý vị, chúng ta đã vào vòng bán kết rồi. Bây giờ anh Mạnh Quỳnh có thể nói cho quý vị khán giả nghe được 20 luật lệ của ngày hôm nay được không? 20. Dụ em. Dù ơi anh chỉ biết rằng đạo diễn Hoàng Tuấn Cường chỉ giao cho hai anh em mình nói được bấy nhiêu thôi, để câu giờ cho MC Thanh Bạch vào bên trong thay một bộ đồ ra để làm MC. Kính thưa quý vị, những lúc như thế này chúng ta mới thấy thương cái người điều khiển chương trình. Một tràng pháo tay cho MC Thanh Bạch trở lại sân khấu và nữ giám khảo Phi Nhung. Thưa quý vị, đến vòng bán kết thì tất cả chúng ta đã quá quen với nhau rồi. Bây giờ thì cảm xúc của Phi Nhung đối với các thí sinh của vòng bán kết, chúng ta sẽ chọn ra 3 thí sinh trong số 5 thí sinh để vào vòng chung kết. Phi Nhung có hy vọng rằng quán quân đó sẽ rất là phù hợp với ban nhạc Quyền Năng không ạ? Có, em rất là hy vọng và em rất là tự tin quán quân kỳ này là hợp với ban nhạc Quyền Năng. Xin chúc giám khảo tự tin và nhiều năng lượng. Xin mời. Quý vị, các bạn thân mến, trong vòng thi bán kết này, chúng ta chỉ còn có 5 thí sinh xuất sắc nhất. Họ sẽ trải qua 2 bài hát. Bài hát đầu tiên, đây là bài hát thí sinh cực kỳ yêu thích. Tuy nhiên, các thí sinh sau khi trình bày bài hát yêu thích của mình sẽ được ban nhạc đề nghị một bài hát do chính các thành viên ban nhạc tuyển chọn. Và hơn thế nữa, ban nhạc còn đưa kèm theo một thử thách mà thí sinh đó phải vượt qua và hoàn thành bài hát.
Thưa quý vị, 20 vũ công cũng sẽ quyết định trong mỗi bài của thí sinh. Nếu đầy đủ 20 người khiêu vũ, thí sinh đã được 20 điểm. Mỗi một người ngồi xuống sẽ bị trừ đi 1 điểm. Và thưa quý vị, cộng tổng số điểm của các vũ công và của ban nhạc sau hai ca khúc thì ba giám khảo của chúng ta sẽ sử dụng quyền của mình bằng cách tặng số điểm cho bất kỳ thí sinh nào mà mình thấy là xứng đáng nhận 10 điểm từ thành viên ban giám khảo. Tuy nhiên, một điều hấp dẫn, bất ngờ, thú vị, có sự quay lại của các thí sinh từ vòng đầu tiên để cùng chung nhau một tiết mục để coi như chúc mừng đêm bán kết của chúng ta. Và trong các thí sinh quay trở lại ấy, ban giám khảo để ý thật kỹ, một thí sinh nào hết sức là ấn tượng sẽ được tặng một cúp lưu niệm. Mà chiếc cúp này cũng đồng nghĩa với thí sinh có quyền tặng 10 điểm cho bất kỳ thành viên nào trong năm bạn có mặt hôm nay. Thưa quý vị, và tổng kết tất cả các cột điểm cho đến giai đoạn cuối cùng, thí sinh cao điểm nhất sẽ đi thẳng vào vòng chung kết. Bốn thí sinh còn lại sẽ chia nhau thành hai cặp đôi song ca. Vị trí thứ nhì sẽ đấu với thí sinh thứ năm, vị trí thứ ba sẽ đấu với thí sinh thứ tư. Hai bài hát đã được thông báo, đó là Vầng Trăng Khóc của Nguyễn Văn Chung và bài Vùng Trời Bình Yên của nhạc sĩ Hữu Tâm. Và thưa quý vị, chính ban giám khảo sẽ là người quyết định trong cặp song ca ấy, thí sinh nào sẽ được chọn, và hai cặp song ca chúng ta chọn ra hai người cùng với thí sinh cao điểm nhất. Và đêm chung kết sẽ là ba thí sinh tranh tài cùng nhau với những điều bất ngờ, thú vị. Thưa quý vị, tất cả đã được sẵn sàng. Một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón thí sinh đầu tiên. Quý vị, với ca khúc mở màn vừa rồi, Như Trang đã khuấy động không khí thật là tuyệt vời. Cho nên là không có vũ công nào ngồi xuống hết. Em được 20 điểm trọn vẹn. Chúc mừng Như Trang. Xin cảm ơn các vũ công. Thưa quý vị,
kết quả số điểm từ các thành viên ban nhạc quyền năng. Anh sẽ hỏi nhạc sĩ Minh Khang. Em khuấy động được khán phòng, một điều rất là hay. Nhưng ở đây anh chưa có cái sự giao lưu giữa cái đoạn solo giữa em với guitar. Anh đang chờ cái điều đó. MC, em thấy là cò cười ông Bách rất nhiều nha. Thì cái đó là lý do được điểm 10 đúng không? Đấy là lý do tại sao được điểm 10. Em phải cười cho đều chứ. Quay trở lại thì cái đoạn coda cuối, thí dụ em feeling đúng 2 ô thì 2 ô, chừa guitar anh đối qua là thì có cái sự giao lưu đó nó sẽ bùng nổ hơn nữa. Em thiếu một cái điều đó. Xin được hỏi Hoàng Bách, hôm nay thí sinh chúng tôi quá tràn đầy năng lượng đúng không ạ? Cho nên khi ở cự ly gần thì hầu như là tan chảy hết, tan biến hết, không còn hoạt động được. Cho nên điểm 10 luôn phải không? Không, thực ra là điểm 10 này của Bách thì lần này là anh đã mong chờ cái giọng hát của em nó biến chuyển theo nhiều cái thể loại nhạc, và hôm nay là thể loại gần như là lần đầu tiên em hát trong chương trình này, hơi funk rock một chút xíu. Với mỗi thể loại em có tìm hiểu, anh nhìn thấy cái tố chất của một ca sĩ đẳng cấp ở em, cho nên là anh cho em 10. Thưa quý vị, và bây giờ kết quả số điểm từ các thành viên ban nhạc với thí sinh đầu tiên của chúng ta. 79 điểm cộng với 20 điểm của Vũ Công, em được 99 điểm. Rồi, trong khi chờ đợi ban nhạc thống nhất với nhau bài hát thứ hai, chúng ta sẽ nghe nhận xét từ các thành viên ban giám khảo với thí sinh đầu tiên, Như Trang. Xin mời Dương Triệu Vũ. Hôm nay bạn hát cái bài này theo cái kiểu funky rock rất là hiệu quả và làm cho mọi người ở đây đều hào hứng theo. Vũ cũng muốn đứng dậy nhảy nhúng theo. Chúc mừng Như Trang. Dạ, cảm ơn em. Và giám khảo Mạnh Quỳnh ạ. Nếu mà được 10 anh sẽ cho 10 ngay lập tức. Vậy giống Hoàng Bách á. Em mở màn mà một bài rất là sống động mà em hát từ nốt cao nốt thấp, em rất là tròn trịa, em lên những nốt mà cao nhất anh nghe rất là rõ như này. Anh xin chúc mừng em. Bây giờ chúng ta hãy xem ban nhạc quyết định ca khúc với Như Trang là bài nào. Anh là anh thích em hát bài Duyên Phận, nhưng mà ban nhạc quyết định cho em hát bài Duyên Kiếp. Hả? Bài Duyên Kiếp. Thắng thì thích Duyên Phận, nhưng ban nhạc đề nghị Duyên Kiếp. Một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Em ơi, đó là thử thách một. Ban nhạc còn cài thêm một bí mật nữa, mà cái điều đó thì khi em ra đi rồi em sẽ cảm nhận được thử thách đó là gì. Thưa quý vị, và bây giờ Như Trang sẽ vào trong để chuẩn bị lượt thi thứ hai của mình. Chúc mừng, bạn đã hoàn thành phần thi đầu tiên. Thưa quý vị, và thí sinh thứ hai tiếp theo chương trình với chúng ta ngày hôm nay, hãy chào đón Phúc Lâm. Chợt thấy nhớ hoa thường vi, bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa. Một hôm mưa qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ chưa. Đời ta có khi lao lao cò, ngồi hát ca rất tự do. Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà về những phố xưa tôi về. Ngày xuân bước chân người rất nhẹ, mùa xuân đã qua bao giờ. Nhiều đêm thấy ta là thác đổ, tình ra có khi còn nghe. Một hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy vui như trẻ thơ. Đời ta có khi là đốn lửa, một hôm nhóm trong vườn khuya. Vườn khuya đã hoa nào mới nở, đời ta có ai vừa hoa. Nhiều khi thấy
trăm nghìn nấm mộ. Tôi thấy quanh đây hồ như đời ta biết bao nhiêu mới là tôi đã sống rất ở. Lòng tôi có đôi lần khép cửa rồi bên vết thương tôi vui, và em đã mang lời khấn nhỏ bảo tôi đứng bên đời. Xin chúc mừng Phúc Lâm với Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ. Chỉ có một phía bên tay phải có một con nai không còn múa hát trong rừng nữa mà ngồi xuống. Em được 19 điểm. Xin được hỏi con nai, tại sao nai không nhảy mà nai ngồi? Dạ thì hôm nay em thấy anh hát không cảm xúc như mấy lần thi trước nên em đi vô. Xin cảm ơn em. Thưa quý vị, kết quả số điểm từ các thành viên ban nhạc Quyền Năng. Xin được hỏi anh Thảo Violon chúc mừng Lâm đã hoàn thành tốt cái phần thi của mình. Nó cao trào, nó mãnh liệt, anh nhìn thấy được phần đó. Và anh cho Phúc Lâm 9 điểm. Xin mời Minh Kha. Cái ca khúc này em hát hôm nay anh chưa thấy giống như là cái tựa bài hát Ta Là Thác Đổ. Anh cần thấy cái bức hồn, nó cái một cái cảm xúc thêm, thêm cái cảm xúc nữa. Xin cảm ơn Minh Kha. Thưa quý vị, tổng số điểm của thí sinh Phúc Lâm từ ban nhạc Quyền Năng 73 điểm cộng với 19 điểm. Tổng số điểm của bạn là 92 điểm. Chúc mừng. Chúng ta sẽ nghe ban giám khảo nhận xét ạ. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Giọng hát em hôm nay vẫn ngọt ngào. Tuy nhiên anh vẫn thấy chưa có đủ sức truyền cảm của một cái bài nổi tiếng như thế này. Anh mong rằng là em sẽ có thể làm hay hơn được nữa trong cái lần sau. Xin mời sự chia sẻ từ giám khảo Phi Nhung. Trong mắt của Phi Nhung thì lúc nào cũng thích em cái cách trình diễn trên sân khấu, từ quần áo cho tới khuôn mặt rất là đẹp. Và còn hôm nay thì em diễn cũng ok, hát cũng ngọt ngào. Những cái câu đầu tiên vô em nhả chữ, chị Nhung thích hát giống như nói vậy đó. Chúc mừng em. Xin cảm ơn các thành viên ban giám khảo. Thưa quý vị, và bây giờ thì bài hát thứ hai Phúc Lâm sẽ được đề nghị là ca khúc nào? Chúng ta chờ xem nha. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Chúng tôi có đề nghị yêu cầu bạn hát một bài mang tên Đường Xa Ướt Mưa. Chết bạn đó. Xin mời Phi Nhung. Cái bài hát này nè, em tặng cho chị nha. Dạ vâng, em sẽ hát tặng riêng cho chị Phi Nhung bài hát Đường Xa Ướt Mưa. Cảm ơn. Và tiếp theo chúng ta sẽ quay lại trong chốc lát nữa. Xin được chúc mừng Phúc Lâm. Thưa quý vị, thí sinh tiếp theo đó là thí sinh Thái Sơn. A house in New Orleans, they call the rising sun, and a beat the one old man of a poor boy. And God, I know I'm one. Do Rising Sun.
Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất cảm ơn 20 vũ công đã cùng hòa nhịp với thí sinh Thái Sơn. Xin chúc mừng 20 điểm đầu tiên cho bạn. Chúng ta sẽ nghe kết quả số điểm từ các thành viên của ban nhạc Quyền Năng. Xin mời Hoàng Bách. Em có một phần trình diễn về mặt thanh nhạc thì anh nghĩ là gần như là hoàn hảo. Và hát rất là có thần. Anh nghe vẫn có cái cá tính của em so với bản gốc nữa. Và chúng ta cùng đến với tổng điểm từ thí sinh Thái Sơn qua ca khúc vừa rồi. 73 điểm cộng với 20 điểm, bạn đã có số điểm tổng là 93 điểm. Ban nhạc sẽ chuẩn bị cho thí sinh Lê Thái Sơn chúng ta bài hát thứ hai. Còn bây giờ mình sẽ trò chuyện với ban giám khảo nha. Xin mời sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Đối với anh thì đã vô tới dòng bán kết như thế này, tất cả năm thí sinh đều rất là hay. Em đã không làm thất vọng khán giả cũng như ban giám khảo. Thì anh xin chúc mừng em và hy vọng sẽ gặp em ở vòng chung kết. Xin mời sự chia sẻ tiếp tục từ giám khảo Dương Triệu Vũ. Vũ rất đồng ý với những gì mà anh Bách nói về giọng của Thái Sơn. Tức là Sơn có một cái chất riêng, cho nên cái bạn cần làm là phải nghiên cứu, phải hiểu được cái khả năng của mình như thế nào. Thì lúc đó Thái Sơn mới có thể thành công và có một Thái Sơn mà một ngôi sao hạng A thật sự. Em cũng giống Vũ thôi. Lúc nào cũng rất là ngưỡng mộ cái giọng hát của em. Mà hôm nay bài mở màn của em là em trình diễn quá tuyệt vời luôn. Chúc mừng em. Ngay sau đây em sẽ có một cái thử thách để em sử dụng cái sở trường của mình vào bài hát mà ban nhạc sẽ cho em biết ngay bây giờ. Đó là bài hát nào ạ? Xin mời Minh Kha, tài trống Cừ Khôi. Theo sự thống nhất của toàn anh em ban nhạc, tụi anh sẽ chọn cho em một bài hát của cố nhạc sĩ Khánh Băng. Đó là bài Sầu Đông. Sầu Đông, wow. Thưa quý vị, và Thái Sơn sẽ vào trong để chuẩn bị ca khúc Sầu Đông. Thưa quý vị, thí sinh tiếp theo, mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay gặp gỡ. Hãy subscribe.
20 người vẫn còn y nguyên và không ai chịu ngồi xuống. Chúc mừng, xin cảm ơn. Tèn tèn. Kết quả số điểm từ ban nhạc Quyền Đập. Về cái phần trình diễn vừa rồi, tôi rất thích. Từ cái trang phục rất đẹp và cái cách xử lý cái bài này với một cái thể nhạc mà bạn không hề quen, tôi đã say sưa đàn cái bài này. Tôi thích những cái luyến láy của bạn, nhất là khúc chót. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Em xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy ạ. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Quang Trung 9 điểm anh nói nè. Hôm nay em là mặc trang phục rất là đẹp. Dù em là người miền Bắc mà em xử lý vậy rất là thông minh. Được lòng lắm mà chiếc mất là được lòng anh rồi. Nhưng cái luyến lấy của người miền Tây là nó mình phải xử lý cho nó khéo hơn. Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Thưa quý vị, và bây giờ kết quả số điểm từ các thành viên của ban nhạc Quyền Năng. Cho thí sinh Hà Thúy Anh 73 điểm cộng với 20 điểm. Bạn đã có số điểm là 93 điểm ạ. 93 điểm. Bây giờ xin mời các thành viên ban nhạc sẽ thống nhất bài hát tiếp theo. Trong thời gian này chúng tôi xin tranh thủ để nghe ban giám khảo nhận xét. Trong cái bài hát này là chị thích nhất là em hát một cái câu là em khỏi nhớ chuyện ngày xưa mà em đưa lên xong đưa xuống. Chỗ đó rất là hay. Cái cách mà em diễn xuất trong bài hát này á rất là tuyệt vời. Diễn mà có hồn lắm luôn kìa. Chúc mừng em nha. Em cảm ơn chị Phi Nhung rất nhiều. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Thực ra cái bài này á thấy dễ hát mà nó rất là khó. Tại vì nó có những cái nốt luyến rất là khó luyến. Nói chung thì em ca cái hồn lắm, em ca cái khuôn mặt em biểu lộ đúng cái tâm trạng của một người con gái mà bị cái người yêu bỏ. Thì anh hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở trong vòng kế tiếp nữa. Xin cảm ơn nhạc sĩ Mạnh Quỳnh. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời nhạc sĩ Anh Khoa sẽ đề nghị bài hát thứ hai cho Hà Thúy Anh trong chương trình ngày hôm nay. Em biết bài Rêu Phong không? Dạ em có ạ. Thì anh cũng quyết định cho em hát bài Rêu Phong. Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành vòng thi của mình ở đây. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho thí sinh tiếp theo đi quý vị. Hồng Gấm. Chờ hết cho người, chờ luôn mong mỏi nụ cười, chờ sống đời con hư không. Này gió sẽ bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta còn ta đường nào cho ta. Dốc hết tình này ta trả nợ người, dốc hết tình này ta trả nợ đời, trả hết tình tôi vẫn nợ không thôi. Mắt đã mù loà vì nợ tình xa, tóc rối bạc màu vì nợ yêu. Chả nỡ tình nhớ, chả hết cho người, chả luôn mát môi nụ cười.
Em đã biết điều gì xảy ra với số điểm đầu tiên của mình trong số 20 vũ công chưa vậy? Ây da, gấm có 20 điểm đó mà. Điều này hoàn toàn chính xác rồi đó. Xin cảm ơn. Chúng ta còn xem kết quả của ban nhạc nha. Số điểm là... Chúng tôi xin được mời nhạc sĩ Minh Khang. Đáng lý là Khang sẽ cho điểm tuyệt đối. Hát rất là hay. Nhưng mà gấm khi mà hát sung chỉ có một cái động tác. Em chưa có kỹ năng biểu diễn. Nghe và nhìn lúc nào nghe và nhìn. Nghe rất là đã, nhìn anh chưa đã. Anh thì anh thích cái cách em xử lý cái bài này. Nó hoàn toàn khác với những người khác. Em xử lý ở trong có nhiều đoạn rất là hay. Anh mới cho em 10. Dạ, em cảm ơn ạ. Thưa quý vị, và bây giờ tổng số điểm của thí sinh Hồng Gấm. 84 điểm cộng với 20 điểm. Hiện nay Hồng Gấm đang sở hữu 104 điểm. Dẫn đầu bảng. Chúc mừng em. Xin mời Hồng Gấm tiếp tục chia sẻ cùng với các thành viên ban giám khảo. Khi em trình diễn bài hát rất là tự tin, đúng như một ngôi sao luôn. Còn về giọng hát, cái đoạn mà Vũ thích nhất là cái đoạn lắng. Em hát rất tình cảm, nhấn nhá, rồi cái biểu cảm ở trong câu hát của mình rất tuyệt vời. Chúc mừng em. Cảm ơn anh ạ. Cái này anh góp ý riêng bản thân anh nha. Thì khi anh nghe cái bài này á, em mặc dù hát theo cái điều chát, nhưng mà em hát từ đầu đến đuôi anh nghe những cái luyến em đều giống nhau hết. Những cái nào mà cần kéo ra thì em kéo, còn những cái lúc khác em hát cứ vẫn bình thường cái giọng của em thì nó sẽ tốt hơn nha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Và bây giờ xin mời đại diện ban nhạc sẽ công bố bài hát mà Hồng Gấm sẽ hát. Bài số 2 là bài gì ạ? Chúng tôi làm khó cho bạn một tí đối với một bài rất là quen thuộc, đó là bài Đừng Xa Em Đêm Nay của nhạc sĩ Đức Huy. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một thử thách thích thú. Thưa quý vị, chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh Hồng Gấm đã hoàn thành phần thi đầu tiên của mình. Thưa quý vị, và tiết mục chúc mừng đêm bán kết của chúng ta đó là các thí sinh từ các vòng thi đầu tiên cho đến hôm nay. Quý vị hãy xem đây là những thí sinh quen thuộc nào của chúng ta với một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Huy được mang tên Yêu Em Dài Lâu. Và một tràng pháo tay nồng nhiệt. Ban giám khảo đoán đúng có thưởng. Năm thí sinh quen thuộc với quý vị. Không, bây giờ em đoán trước một người được không? Xin mời Lady First. Ok, tôi lên đây rồi, tôi lên đây rồi. Nhỏ này là Quỳnh Trang phải không? Quỳnh Trang là một đáp án. Chính xác hay không? Hãy mở ra cho chúng ta xem. Đây rồi.
giám khảo Phi Nhung. Em đón cô mèo đen Mỹ Ngọc. Đúng không? Đúng rồi. Batman là nghĩa nè, bộ biết chắc chắn luôn. Rồi. Còn bây giờ đây nè, nghe giọng hát nè, xin mời. Em không muốn lên trong đời. Trà. Thanh Trà. Đúng rồi, dũng giỏi lắm. Còn đây em hát câu đi em. Ê, ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng thôi không đánh đo. Ngủ văn gì? Cạnh. Chính xác luôn. Yeah, em ốm nhòm nhách đúng không? Bây giờ ban giám khảo bình tĩnh. Chúng ta có một cái cúp để tặng cho thí sinh nào ấn tượng nhất khi trở lại với vòng bán kết. Ba người nên thống nhất với nhau và một người đại diện sẽ nói. 2, 3. Anh cái gì vậy? Không, cái này. Chị thắng rồi, chị thắng rồi, chị gọi đi rồi. Ủa đây là thắng chị hả? Thắng rồi mà. Ai cho muốn hả? Thắng rồi, cứ để đi. Trong tất cả năm bạn thì ấn tượng của Phi Nhung á thì là bé Quỳnh Trang nhảy mà cái tay cứ để xuống giữa không à, không biết nó làm cái gì mà nó cứ để bắt hoài Michael giữa. Jackson. Và ba giám khảo đã đồng ý vote cho thí sinh Quỳnh Trang. Và thưa quý vị, trước khi trao cúp xin mời thí sinh hãy chia sẻ cảm xúc của mình khi quay trở lại với đêm bán kết này. Xin mời Quỳnh Trang. Dạ, được quay trở lại sân khấu của ban nhạc Quyền Năng thì em rất là vui. Và nãy giờ ngồi ở dưới theo dõi tiết mục của mấy anh chị thì cảm thấy tiết mục nào cũng hay hết. Và tiết mục nào cũng rất là ấn tượng và mấy anh chị thật sự rất là giỏi. Xin cảm ơn Quỳnh Trang. Thưa quý vị, và xin được gửi chiếc cúp này kỷ niệm. Em bây giờ em nhận giùm anh nha, chúc mừng em. Thưa quý vị, một tràng pháo tay xin cảm ơn các thí sinh của ban nhạc Quyền Năng đã quay lại với vòng bán kết của chúng ta hôm nay. Yeah. Thưa quý vị, chúng ta cùng chào đón sự quay trở lại bài hát thứ hai với thí sinh Như Trang. Xin mời. Thưa quý vị, bài thứ hai đó là bài hết sức quen thuộc, Duyên Kiếp. Chúng ta sẽ bật mí ngay sau đây thử thách của ban nhạc với Như Trang. Cái thử thách ban nhạc quy định cho em là em hát tông của Nam, bài Duyên Kiếp. Thì em có hai cái giải quyết, một là em hát thật là cao, hai là em hát lòng dưới. Làm mẫu đi anh ơi, chăm nghe không bằng một thấy. Em ơi nếu mộng không thành thì sao? Còn thử thách thứ hai nữa thì xin mời Công Thanh. Thử thách thứ hai là thầy anh em hợp lại, muốn là anh sẽ làm cái gì cho em khó hát. Thưa quý vị, cho một tràng pháo tay ban nhạc Quyền Năng với Duyên Kiếp và Như Trang. Cố lên chị, ở đây chị ủng hộ em. Đời mịt mờ và nếu bên
hôm nay. Và em ơi, cái tông này tông nam đối với em không có nghĩa lý gì hết. Thưa quý vị, 20 vũ công, 20 điểm, chúc mừng Như Trân. Hãy xem số điểm từ các thành viên ban nhạc như thế nào. 10 xéo đi, xéo. Những cái thử thách của ban nhạc đối với em là giống như là nó không có vậy đó. Từ tông nam cho tới những câu báo của anh Thanh là giống như là không phải là thử thách đối với em. Em làm một cách rất là tuyệt vời. Cảm ơn em. Chúng tôi cũng chưa thể nào mà tin được rằng là có một người có thể hát vừa hay, vừa chuẩn xác và vừa có một cái giọng đặc biệt như thế. Tôi nghĩ rằng là chúng tôi rất là muốn có bạn ở trong ban nhạc. Trời ơi! Thưa quý vị, phần vừa rồi không có tập qua một lần nào hết với ban nhạc, mà tất cả những bố cục đó là ban nhạc tự nghĩ ra và Như Trang phải hoàn thành bài hát. Chúc mừng thêm một lần nữa. Cảm ơn mọi người ạ. Hãy xem tổng số điểm như thế nào. 85 điểm cộng với 20 điểm, em đã có 105 điểm. Cộng số điểm của bài số 1, bạn có 204 điểm. Xin được chúc mừng ban nhạc, chúc mừng Như Trang. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Này là tiếng hát em ngưỡng mộ lâu lắm rồi, quá tuyệt vời luôn. Chúc mừng em. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Bây giờ đối với anh, anh không có dùng lời lẽ nào với em hết, chỉ dùng một cái hành động duy nhất thôi. Bái phục. Em nghĩ là đây là cái bài hát mà làm cho em phấn khích nhất từ đầu chương trình cho tới bây giờ. Là bạn có thể hát với cái quãng mà nó dã man như vậy, cao như vậy. Và thứ hai là khi mà anh Thanh ảnh báo những cái câu trống rất là lạ, rất là khó khăn, nhưng mà bạn đều bơi theo được. Cho nên là làm cho tất cả mọi người đây đều phấn khích. Và Vũ đã đứng từ đầu bài cho tới cuối bài luôn. Vũ hy vọng là sau này sẽ gặp bạn ở trong những sân khấu chuyên nghiệp trong tương lai. Yes. Cảm ơn em. Chúc mừng Như Trang. Yeah. Thưa quý vị, còn bây giờ là sự trở lại lần thứ hai, bài hát số 2 của thí sinh Phúc Lâm. Xin mời. Chúng ta cùng nghe các thành viên ban nhạc công bố thử thách. Xin mời anh Quang Trung ạ. Cái bài mà Đường Xa Ít Mưa của nhạc sĩ Đức Huy đây đó, từ xưa đến giờ quýnh cái riff nó xì lô buồn lắm. Giờ mình quýnh cái riff cho nó thật tưng lên, hip hop ha. Trời ơi, anh thấy mưa quá trời mưa rồi kìa. Mình khàn ướt hết trơn. Xin cảm ơn Quang Trung và xin mời Hoàng Bách. Bạn sẽ hát với bản hip hop mà sẽ có rapper đi ra. Còn rapper thích đi ra lúc nào là việc của ông ấy. Đấy, còn việc của bạn là bạn cứ hát. Nhớ nha, cái điều gì có xảy ra em cũng phải hát đến hết bài như chưa. Thưa quý vị, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Đứng yên lắng động. Nhà em có mấy anh em? Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Em là anh cả hay là em út? Mưa rơi làm thêm có câu giá từ. Thường mưa vào tháng mấy? Sa em lụa là tóc em xõa về. Em thích tóc dài hay tóc ngắn? Lung linh trời sao sáng trong mắt em. Em ơi, chị thấy chị Dung đẹp không? Môi em làm thêm khó câu xa từ vì đường xa ướt mưa. Trời ơi, sao của chị Nhung mà sao màu gì vậy? Vì đường xa ướt mưa. Em hôm nay chưa? Em về. Em không thích đi về. Sao em không ở lại để đêm nay? Ôi, ở miền Nam có mấy mùa vậy? Vì đường xa ướt mưa. Bắt anh đưa em về. Mùa nào lạnh nhất ở miền Bắc? Đường về đường quá xa xôi. Rồi em biết yêu lần đầu tiên là mấy tuổi? Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng. Hiện nay em có gia đình chưa? Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng. Em thả em thích ăn món gì nhất? Trong cơn mưa quên chót câu xa từ. Em biết người yêu của Trương Diệu Vũ không?
Quỳnh có một gạo mấy con rồi. Trong cơn ngủ quên chốt câu xa từ, vì đường xa anh xin em đừng về, vì đường xa, vì đường xa ướt mưa. Cảm giác của em hát xong rồi này em thấy như sao? Thực sự là em cũng không biết nói thế nào nữa. Nó quá bị phân tâm nhiều cái yếu tố. Cứ hỏi vợ có vợ chưa thì em làm nghề gì. Thưa quý vị, trong số 20 vũ công thì có 4 vũ công đã ngồi rất là tĩnh để thưởng thức phần trình diễn của em, bởi vì em trình diễn quá đặc biệt. Cho một tràng pháo tay 16 điểm. Thưa quý vị, số điểm của Ban Nhạc Quyền Năng với Sinh Phúc Lâm là... Anh Đức Huy, anh có chia sẻ vô anh Huy. Nãy giờ là tôi ở trong một cái không gian mà hình như là chính tôi cũng không biết là đang ở đâu. Nhạc thì đi một đường mà giọng ống thì đi một nẻo. Mình hỏi thật Lâm cái này nha, là từ đầu đến cuối Lâm có biết là nhạc vang lên chưa ai phá gì hết mà Lâm đã tự đặt áp lực rồi. Hát sai đông từ đầu đến cuối, nghĩa là hát hát quãng 3 bên trên từ đầu đến cuối. Mọi người cười là cười trên đó. Anh ơi, Trương Trường Vũ, em mới nhận ra một điều là Phúc Lâm không hề cần ban nhạc. Cho nên chương trình Ban Nhạc Quyền Năng này không có liên quan gì tới Phúc Lâm. Tại vì căn bản Phúc Lâm không cần ban nhạc. Giám khảo Phi Nhung thấy sao? Em cười muốn đau bụng luôn á. À, với em hả? Tại vì Phúc Lâm đã tặng bài hát này cho em bằng trái tim thật của Phúc Lâm rồi. Bây giờ hát hay hát dở gì cũng chị cũng chấp nhận hết á. Chúc mừng em. I love you. Thank you. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cần biết số điểm của Phúc Lâm. Tổng số điểm của Phúc Lâm 59 cộng cho 16 cộng với điểm bài 1 nữa. Đây là số điểm tổng cho đến thời điểm này, 167 điểm. Và thưa quý vị, chúng ta hãy chúc mừng sự hoàn thành của Phúc Lâm với vòng thi đầy thử thách này. Cảm ơn em. Thưa quý vị, bài hát thứ hai trở lại với chương trình của chúng ta hôm nay chính là của thí sinh Lê Thái Sơn. Hồi nãy bài mà ban nhạc chọn cho Thái Sơn là bài gì? Dạ, bài Sầu Đông ạ. Hãy xem thử thách từ Ban Nhạc Quyền Năng. Hôm nay anh đoàn ban nhạc muốn em hát bài Sầu Đông theo kiểu này nè. Từ đâu gió đông về, từng dần trên bến. À, đại khái vậy. Thử thách thứ hai của em rất là thay xuất hiện tại các sân khấu ở Việt Nam lắm. Bất kể chuyện gì xảy ra trên sân khấu là em cũng phải hát cho trò cái bài đó. Thí dụ như cái đàn guitar của anh Đức Huy hay là của anh Phong bỗng nhiên đứt dây hoặc tiếng bass không có, có nghĩa là em không có được quyền ngưng. Mà em hát đúng tông, đúng lời, đúng nhạc. Cố lên, cố lên, cố lên. Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến. Đời trai gió sương về thăm cố hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng, tình sâu lạnh buốt đêm trường. Rồi ngày mai sẽ ra đi phương nào, biết đâu phương trời vạn nẻo từ ly, biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay mà tôi vẫn còn tiếc nhớ. Nhớ 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 phút giây ban đầu, ngại ngùng bước chân về, em đã sang ngang rồi. Đành thôi nhớ mong người theo gió đông, tình yêu giá bằng mà tôi vẫn còn nhớ. Sầu đông có đến bao giờ? Yeah.
tràng pháo tay 19 điểm. Kha, có thể hài lòng với thử thách cho thí sinh của người ta không? Anh hài lòng với thử thách mà anh tụi anh làm ra cho em. Nhưng mà chỉ có cái đoạn cuối khi ao cái em lên nó bị đi đâu nó rẽ ngay hướng khác mà sớm nữa. Còn sớm. Bình thường em hát nó si cao hơn cộng 2 lên nữa. Em hát ngon lành và tại sao nốt này em lại buông sớm thế? Rất là phí. 4 cái chữ đó mà vào sớm quá làm cả lạc cả cái nhịp ban nhạc. Kết quả số điểm cho ban nhạc Việt Nam. Bảy mươi một cộng với 19 và cộng với số điểm của bài số 1, tổng số điểm của thí sinh Lê Thái Sơn là 183 điểm. Em nghe bằng giám khảo hát giọng cổ rồi. Cái phần mới đầu em hát rất là tốt. Anh thích nhất là cái khúc mà em hát không có nhạc á, nghe rõ mà em hát đúng giữ đúng nhịp lắm. Nhưng chỉ có khúc cuối nó vào quá sớm đi, thành thử đâm ra cái bài nó bị nhịp nó trật hết trơn à. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Chị cũng thích cái khúc mà em hát không không có ban nhạc, chị thích. Trời cái khúc ơi. Đó chết rồi, vậy ban nhạc có vẻ không cần đối với em lắm ha. Với lại cái phong cách của em nữa, trẻ trung là chị thích. Chúc mừng em. Xin được chúc mừng Thái Sơn đã hoàn thành hai bài hát của mình. Thưa quý vị, và tiếp tục chương trình, hãy cùng chào đón thử thách tiếp theo với thí sinh Hà Thúy Anh. Ôi, do đâu mà có phong cách này, tại vì bài hát đúng không? Dạ vâng ạ. Bài hát tên là Diệu Phong. Xin mời anh Khoa. Cái bài Diệu Phong này á thì với anh sẽ là chuyển tông liên tiếp á, lên tông liên tiếp á. Chúc Hà Thúy Anh tự tin may mắn với Diệu Phong. Quý vị có thể đứng lên và vỗ tay theo Hà Thúy Anh được không ạ? Ôi thời gian đã rơi phong ai, ôi thời gian đã rơi phong ai. Đừng nói em nhé, để ta còn với chiếc buồn. Bước chân về con phố này, em còn không như ngày thật xưa. Còn không như ngày thật xưa. Quý vị, có hai người trong số 20 người, em được 18 điểm trong phần với các vũ công. Xin cảm ơn.
Chúng tôi xin mời số điểm từ ban nhạc Việt Nam. Xin mời anh Thảo. Cái lần đầu em lên tông thì nó quá ok. Tiếc có cái là hai lần sau em lên nó bị chập choạng quá. Nếu mà em bình tĩnh chút xíu nữa, em chờ cho ban nhạc thêm một ô nhịp nữa thôi là em bắt được cái tông rồi. Bạn này hôm nay đó là bị vấn vương trong cái vấn đề mà lên tông là phải hát ngay. Không, chúng tôi đâu có nói là bạn phải bắt ngay được đâu. Bạn có thì giờ lắng nghe. Thường thường những cái bài khó như thế này, khi mà chống báo thì là dứt câu là mình phải bắt đầu đếm. Và trung bình đó là nó trong cái dạng 4 ô hay là 8 ô thôi. Nó không thể chạch ra ngoài được. Thành ra có lẽ là bận tâm quá quên. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Kết quả số điểm từ ban nhạc Quyền Năng: 66 điểm cộng 18 điểm. Và như vậy tổng số điểm của bài hát thứ nhất và bài hát thứ hai cộng lại là bao nhiêu điểm? 177 điểm. Chúc mừng. Vâng ạ, em xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Chúng ta nghe sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Đúng ra là em có thể em làm tốt hơn được nữa, nhưng mà tại vì anh nghĩ là có phần em bị thiếu sự tự tin. Tinh thần em chuẩn bị em nói chết mình phải vô liền chúng thôi. Vậy đó em cứ sợ sợ vậy em cứ làm mất cái tinh thần của em đi. Mặc dù là mình có thể không có vừa ý lắm, nhưng mà anh chúc mừng em. Xin cảm ơn. Xin mời Trường Vũ giám khảo. Nếu như là em sẽ cho 8 điểm chứ không phải là 7 điểm. Tại vì đây là một trong những cái thử thách mà khó nhất từ đầu chương trình cho tới giờ. Nhưng mà cái bài học quý giá nhất của Hà Thị Anh ngày hôm nay chính là mình phải giữ cái sự điềm tĩnh khi ở trên sân khấu. Mình phải làm chủ được cái tình hình. Dạ vâng ạ. Ok. Cảm ơn Hà Thị Anh đã hoàn thành bài hát thứ hai của mình. Thưa quý vị, và bây giờ là thử thách dành cho Hồng Gấm. Chúng ta cùng nghe thử thách với Hồng Gấm ạ. Bài Đừng Xa Em Đêm Nay, phiên bản chính của nó là 4-4 bolero. Thế nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ hát bài này bằng nhịp 3-4. Nó có thể gọi là vals chậm và sẽ không có cái câu dạo đầu quen thuộc. Phương bổ sung cái thử thách của ban nhạc dành cho Hồng Gấm. Đó là thử thách về nhịp để tạo sự thu hút của khán giả, hoặc là làm cho cái bài nó sinh động hơn. Ban nhạc họ sẽ tăng tốc độ lên và bạn phải chạy theo. Chúc bạn thành công. Một tràng pháo tay nồng nhiệt với bài hát thứ hai của Hồng Gấm. Bắt đầu. Đừng xa em đêm nay, đừng xa em đêm nay, đừng xa em đêm nay, đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây, đừng xa em đêm nay đêm rất dài, vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng. Đừng xa em đêm nay, hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này. Hãy yêu em đêm nay, cho em biết anh cần em. Và hãy nói anh vẫn yêu em. Giọt nước mắt nào rơi trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm. Lắng nghe tiếng đêm, nghe nhịp đập con tim. Dù em rất vui, đây em vắng lặng và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm, nến trong bóng đêm soi vào tim em. Nhưng sao xuyến đã ngủ quên? Đừng xa em đêm nay, hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này. Hãy ôm em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. 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 Quý vị và 20 vũ công với cái tăng tốc làm như họ khoái, làm như họ thích. Mai ngồi xuống. 20 điểm. Chúc mừng. Kết quả từ ban nhạc Quyền Năng với số điểm của các thành viên ban nhạc là 90. Phải công nhận rằng là bạn ra bắt sớm
nhưng mà bạn đã nhận ra cái điều bạn bắt sớm và lập tức đổi cái câu đó thành hai ba lần rất hay, và cái điểm này chính là cho cái đầu tiên đó. Em cảm ơn. Nhưng mà Khang bổ sung là em phải tập nghe được cái hòa thanh nữa, thì anh Huy đã dạo ra không có một cái câu dạo nào rồi, thì tại sao em không làm cái đó là một câu dạo, thí dụ đừng xa em. Em feel nhẹ lên, em đừng lặp lại nữa. Về luyện thêm, tập thêm. Dạ, em cảm ơn ạ. Thưa quý vị, và tổng số điểm dành cho thí sinh Hồng Gấm là 77 điểm. Cộng với 20 điểm, bạn đang có 97 điểm. Và tổng số điểm của hai bài hát là 201 điểm. Dạ, em cảm ơn. Xin mời ban giám khảo chia sẻ về thí sinh Hồng Gấm. Em vô sớm mà em vẫn giữ bình tĩnh nha. Em không để cho ban nhạc ở phía sau bị lo lắng. Em vẫn nhảy với lại Vũ Công. Cái này là chị phục em vô cùng luôn. Đấy, chúc mừng em nha. Xin cảm ơn giám khảo Phi Nhung. Xin mời giám khảo Minh Quỳnh. Về cái phần thi của em thì anh thấy em vừa hát rất là hay. Em theo nhịp, sát nhịp từng dưới ban nhạc luôn. Thì mặc dù cái phần đầu thì anh biết là em mới vô, mới sớm vậy đó. Thì anh chỉ rất là khâm phục cái khả năng của em. Cảm ơn anh ạ. Chúc mừng thí sinh Hồng Gấm đã hoàn thành phần thi của mình. Thưa quý vị, xin mời 5 thí sinh của vòng bán kết trở lại sân khấu. Thưa quý vị, 5 thí sinh của chúng ta đã trải qua 2 bài hát với vòng thi khá là cam go. Chúng ta xem tổng kết cho đến thời điểm này, số điểm của 5 thí sinh. Xin mời các bạn. Phúc Lam 167 điểm. Hà Thúy Anh 177 điểm. Thí sinh Lê Thái Sơn 183 điểm. Thí sinh Hồng Gấm 201 điểm. Và Như Trang dẫn đầu 204 điểm. Còn bây giờ mỗi giám khảo sẽ tặng 10 điểm cho thí sinh nào mà giám khảo cảm thấy là xứng đáng. Dương Triệu Vũ, theo bạn trong vòng bán kết này bạn sẽ tặng 10 điểm của mình cho ai? Hôm nay có một tiết mục mà làm cho Vũ rất là sảng khoái. Vũ sẽ dành 10 điểm của Vũ cho Như Trang. 10 điểm cho giám khảo Dương Triệu Vũ. Như Trang. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Phi Nhung thấy Như Trang rất là xứng đáng. Phi Nhung nhờ tặng cho Như Trang 10 điểm. Em được thêm 10 điểm nữa rồi Trang ơi. Giám khảo Mạnh Quỳnh. Nhìn chung quy và hai cái phần trình diễn của các bạn tối đêm nay thì một lần nữa Mạnh Quỳnh tặng 10 điểm của Mạnh Quỳnh cho. Như Trang. Đây là lần đầu tiên ba giám khảo tặng có một người. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với 3 điểm 10 của ban giám khảo. Như vậy kết quả các số điểm của các thí sinh chúng ta sẽ xem như thế nào. Xin mời. Thí sinh Phúc Lâm 167 điểm, Hà Thúy Anh 177, Lê Thái Sơn 183, Hồng Gấm 201 và Như Trang 234 điểm. Thưa quý vị, như vậy đã hết chưa? Chưa hết, xin được mời thí sinh có chiếc cúp. Mà chiếc cúp này cũng đồng nghĩa với thí sinh có quyền tặng 10 điểm cho bất kỳ thành viên nào trong 5 bạn có mặt hôm nay. Xin mời thí sinh Quỳnh Trang. Dạ, thật sự thì em thấy anh chị nào cũng xứng đáng hết và rất là hay, rất là giỏi. Nhưng mà em xin tặng cho một người mà từ đầu tới bây giờ em thấy ở anh luôn có một sự nỗ lực và rất là cố gắng, đó là anh Thái Sơn. Cộng 10 điểm cho bạn Thái Sơn. Xin cảm ơn em. Trời ơi, sao mặc đồ đôi vậy nè? Sao mặc đồ đôi vậy? Ủa, có hẹn trước không vậy? Tình cờ vậy đó hả? Mà tình cờ nó cũng hay. Xin cảm ơn em rất nhiều. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta xem tổng số điểm. Đây là số điểm cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Phúc Lâm 167, Hà Thúy Anh 177, Lê Thái Sơn vọt lên 193, Hồng Gấm 201 và Như Trang dẫn đầu 234. Như vậy bạn Như Trang an toàn vào vòng chung kết. Chúc mừng bạn. 4 thí sinh còn lại sẽ phải thi đấu với nhau bằng 2 bài song ca mà chúng tôi đã thông báo từ đầu chương trình.
Vị trí thứ nhì sẽ đấu với thí sinh thứ năm Hồng Gấm Phúc Lâm. Vị trí thứ ba sẽ đấu với thí sinh thứ tư Lê Thái Sơn Hà Thúy Anh. Kính thưa quý vị, bài hát Vầng Trăng Khóc qua phần trình diễn song ca của Hồng Gấm và Phúc Lâm xin được phép bắt đầu. Đã không còn người yêu hỡi, ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời. Ngồi trên cát nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca. Trái tim buồn vì thương nhớ, vì đau xót sao đôi ta mau chia lìa. Đời dông bão nhiều đắng cay, cuốn trôi màu biết đâu tình. Mong nhớ đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã vội và em và anh mỗi người một nơi. Ngồi nơi đây mình đơn côi, còn chẳng khóc sao rơi sông dài. Tiếc cho tôi, tiếc cho người và cho bao. Mong nhớ đừng thương tiếc chi thêm lòng lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Ngồi nơi đây đơn côi, còn chẳng có sao rơi sông dài. Tiếc cho tôi, tiếc cho người và cho bao yêu thương. Song ca của thí sinh Hà Thúy Anh và Lê Thái Sơn xin được phép bắt đầu. Mấy lang thang buồn trôi, nặng mang ưu tư khát khao trong tim tháng ngày. Theo mưa rơi lặng câm, từng đêm anh nghe xót xa. Em ơi có hay giữa bóng tối chất trùng, tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng. Dẫn lối bước em về, dìu em qua đắng cay. Xua mây đen tàn nhanh, mặt trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm lòng. Khi cơn mưa vượt qua, tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông. Khuất lấp những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Tình vòng tay trao hơi ấm, rộn ràng gặp gỡ trong ngày mới. Nắng say tình dâng ngập lối, nắng lên qua hàng cây, gió mơn man đùa là nơi hàng bước. Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về cùng trời bình yên. Nắng lên qua hàng cây, gió mơn man đùa là nơi hàng bước.
chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về cùng trời bình yên nắng lên qua hàng cây, gió mơ màn đùa là nơi đàn bước, bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình. Đây là lần đầu tiên họ song ca như vậy, cho họ xứng đáng nhận một tràng pháo tay nữa từ tất cả những người yêu nhạc. Thưa quý vị, vòng chung kết sẽ có 3 thí sinh. Như vậy, 2 sự lựa chọn từ 4 thí sinh sẽ xảy ra ngay sau đây từ các thành viên ban giám khảo Hồng Gấm và Phúc Lâm. Xin mời thành viên ban giám khảo lựa chọn. Hồng Gấm, bạn thể hiện rất tốt, rất truyền cảm. Còn về Phúc Lâm thì cái bài này bạn trình diễn cũng rất là tốt. Vũ sẽ dành cái phiếu của mình. Dành cho người đẹp kế bên bạn. Chúc mừng Hồng Gấm, 1 phiếu từ giám khảo Dương Triệu Vũ. Xin mời sự nhận xét tiếp tục từ giám khảo Mạnh Quỳnh. Cuối bài hát hai đứa ôm nhau, cái hình ảnh đó là có thể là sẽ không bao giờ hai bạn quên được. Mạnh Quỳnh rất là cảm động. Tối đêm nay phần trình diễn của hai người thì Mạnh Quỳnh thấy rất là tốt. Mạnh Quỳnh chọn Phúc Lâm. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Phúc Lâm, em ca rất là hay, diễn xuất rất là tốt. Em đã có một vị trí đứng trong lòng của Phi Nhung cũng như là khán giả ở đây. Phi Nhung chọn Hồng Gấm. Chúc mừng Hồng Gấm. Và thưa quý vị, đã phân định được 1 thí sinh vào vòng chung kết. Chúng ta cùng tiếp tục với cặp đôi tiếp theo. Mạnh Quỳnh, xin mời. Hà Thúy Anh là một thí sinh rất là chỉnh chu từ cách ăn mặc cho tới cách làm việc. Còn với lại Sơn, em lúc nào cũng sở hữu một giọng hát tốt. Thì anh xin chọn. Thái Sơn. Chúc mừng Lê Thái Sơn. Giám khảo Dương Triệu Vũ. Sơn, em phải cố gắng hơn nữa. Em phải tự tin vào chính cái khả năng em nhiều hơn. Em chỉ cần nhiêu đó thôi. Còn cái tài năng em đã có rồi. Còn về Hà Thúy Anh, với bất kỳ một thể loại nào em cũng có thể biến hóa được. Và hôm nay em cũng trình diễn cái tiết mục của mình một cách rất là trọn vẹn. Anh sẽ dành cái phiếu này cho Hà Thúy Anh. Xin mời phần chia sẻ tiếp tục với giám khảo Phi Nhung. Hai bạn từ đầu cho tới cuối, bạn nào cũng rất là hay, rất là tốt. Từ phong cách biểu diễn cho tới ứng xử trên sân khấu. Vậy chọn. Vậy chọn Thái Sơn. Hai sự lựa chọn từ ban giám khảo. Chúc mừng Lê Thái Sơn. Thưa quý vị, chúng tôi xin được chúc mừng 3 thí sinh vào vòng chung kết của chúng ta. Như Trang, Hồng Gấm và Thái Sơn sẽ bước vào vòng chung kết. Chúng ta cùng hát bài chia tay, ca khúc Đừng Xa Em Đêm Nay.